Hòa chung không khí phấn khởi của ngày hội toàn dân cùng với cử tri trong cả nước, ngày 23 tháng 5, 53.024 cử tri toàn thành phố Sông Công hân hoan phấn khởi đến 78 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn để thực hiện quyền và trách nhiệm công dân, lựa chọn bầu ra hai đại biểu quốc hội, 4 đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh, 30 đại biểu hội đồng nhân dân thành phố và 223 đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã phường, đại diện xứng đáng cho ý chí nguyện vọng của nhân dân tại quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp toàn bộ các tổ bầu cử đã tổ chức đúng theo hướng dẫn quy trình tham gia bỏ phiếu, kiểm tra và khóa hỏng phiếu trước sự chứng kiến của các cử tri theo đúng quy định. Cử tri lần lượt được thực hiện khai báo y tế, phòng chống dịch COVID-19 và tiến hành thực hiện các quy trình bỏ phiếu đúng luật định. Riêng đối với một số khu vực thực hiện cách ly, tự cách ly tại nhà do đại dịch COVID-19 và các điểm tổ chức hòm phiếu phụ đã thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, đã sử dụng 55 hòm phiếu phụ mang đến tận nơi để 227 công dân thuộc các trường hợp đặc biệt thực hiện quyền nghĩa vụ của mình. Kết thúc bầu cử, thành phố Sông Công đã có 99,98 cử tri đi bỏ phiếu, 74 trên 78 tổ bầu cử hoàn thành 100%. Sông Công là địa phương có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao nhất trong toàn tỉnh. Ủy ban bầu cử thành phố Sông Công đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát để bảo đảm việc bầu cử diễn ra an toàn, cơ sở vật chất cũng được các tổ bầu cử chuẩn bị chu đáo. Ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật. An ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tuyệt đối an toàn. Ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, các tổ bầu cử đã tiến hành công tác kiểm phiếu, làm biên bản niêm phong phiếu bầu để bàn giao theo quy định. Kết quả bầu cử sẽ được công bố theo đúng thời gian quy định.